Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Sát hại mẹ trong cơn say, nghịch tử lãnh án. Hai mẹ con đã xảy ra mâu thuẫn. Tú đã cầm dao chém nhiều nhát khiến người mẹ của mình tử vong tại chỗ. Thấy mẹ gục xuống, Tú lấy dao đâm vào bụng mình để tự sát luôn. Ngày 1 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Tú, sinh năm 1979, trú xã Phú Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An về tội giết người. Vào tối ngày 6 tháng 10, trong làng có đám cưới nên khi Tú về nhà thì đã trong tình trạng say mềm. Nằm được một lát, Tú dậy đi lấy nước uống và xảy ra cãi vã với mẹ mình là bà Bùi Thị Nờ. Bị mẹ chửi mắng, sẵn hơi men, Tú đã dọa chém bà L. Người mẹ cũng lên tiếng thách thức khi nghe con trai đang đứng ngoài sân nói: "Bà ra đây, bà Nờ đi ra." Thì bị con trai cầm dao chém liên tiếp vào người, gục xuống. Thấy mẹ nằm bất động, Tú đã chạy vào nhà lấy một con dao khác đâm vào bụng mình tự sát nhưng không thành. Bà Nờ được xác định đã tử vong do đa vết thương dẫn đến mất máu cấp. Con Tú được đi cấp cứu với vết thương đâm gây đứt ruột. Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Tú thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết thời điểm đó do uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được hành vi của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Xuân Tú là đặc biệt nghiêm trọng, giết mẹ đẻ gây bức xúc dư luận, vân vân, cần phải đưa ra mức án tương xứng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét toàn bộ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú 20 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.